Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin Dự báo giá tiêu ngày 5 tháng 1 năm 2022 được phát trên kênh ZQYS. Lời đầu tiên về bản tin dự báo giá tiêu ngày 5 tháng 1 năm 2022. ZQYS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Hồ tiêu Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu với việc cung cấp 60% nhu cầu tiêu dùng của thế giới. Về triển vọng năm 2022, hầu hết các chuyên gia, các doanh nghiệp và người trồng hồ tiêu đều có chung kỳ vọng giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu dùng thế giới tăng đều qua các năm, trong khi nguồn cung đã thu hẹp đáng kể trong những năm gần đây. Thị trường dần quay về trạng thái cân bằng cung cầu, thậm chí có thể thiếu hụt nguồn cung. Cùng với đó, chi phí sản xuất tăng cao, nhất là phân bón, xăng dầu, giá cước vận chuyển, tất cả cũng là những yếu tố làm tăng giá hồ tiêu trong năm 2022. Tuy nhiên, diễn biến thị trường sẽ rất khó đoán bởi sau những gì đã diễn ra trong năm 2021, xu hướng giữ tiêu trong dân và giới đầu cơ nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Thời gian qua, giá thu mua hồ tiêu không đồng nhất tại các địa phương, thậm chí các đại lý trong cùng địa phương. Có đại lý thu gom mức cao, có đại lý tỏ ra thờ ơ. Bởi những nơi thiếu hàng, buộc phải thu gom ở mức cao, nơi mua đầu cơ thì ghìm giá. Lâu nay giá hồ tiêu vẫn luôn là một cuộc đấu trí giữa bên mua và bên bán. Trước sức mua lớn vào, để đáp ứng nhu cầu cuối năm ngày càng cao, cùng lượng cung xuất khẩu của nước ta không còn nhiều, nên các chuyên gia tự tin giá tiêu trong nước sẽ phá mốc 95 triệu đồng tấn trong thời gian tới. Xu hướng mở rộng diện tích trồng tiêu khi được giá cũng ghi nhận ở đa số địa phương có thế mạnh về trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, người dân không nên cứ thấy giá tiêu tăng cao, có lãi là ồ ạt trồng. Thay vào đó, người trồng tiêu nên tập trung chăm sóc vườn tiêu hiện có theo hướng hữu cơ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dự báo nếu đà tăng giá tiếp tục diễn ra và khi đạt mốc 95.000 đồng 1 kg trở lên thì có thể lượng hàng tồn từ 2 đến 3 năm trước đây sẽ được bán ra thị trường. Theo ước tính, lượng tiêu đầu cơ có thể được giải phóng lên tới 40.000 tấn. Theo như báo cáo của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế cho biết, về nguồn cung hạt tiêu trên toàn cầu đang hạn chế do diện tích giảm, năng suất thấp, yếu tố thời tiết không thuận lợi và kỹ năng bảo quản chưa tốt. Cho nên, giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mức tăng. Như vậy, có thể thấy nguồn cung không còn nhiều, dù Việt Nam gia tăng nhập khẩu từ các nước, nhưng cũng chỉ chiếm 10% so với xuất khẩu. Qua đó cũng thấy, nguồn hàng xuất khẩu của các nước cũng không còn nhiều, điều này sẽ tiếp tục đẩy giá tiêu tăng đến dịp Tết Nguyên đán. Thực tế, nhiều đại lý đã mua cao hơn giá tham khảo trên mạng, quanh mốc 90.000 đồng 1 kg, thể hiện đang rất khát hàng. Do vậy, các chuyên gia dự báo rất có thể đỉnh sẽ rơi vào dịp Tết Nguyên đán. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho thấy, giá thu mua hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay đang ghi nhận quanh mức thu mua từ 80.000 đồng 1 ký cho đến 85.500 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, giao dịch ở mức 81.500 đồng 1 ký cho đến 83.500 đồng 1 kg. Còn về tỉnh Gia Lai, ghi nhận từ 80.500 đồng 1 ký cho đến 82.500 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, được thương lái thu mua trong khoảng 81.500 đồng 1 ký cho đến 83.500 đồng 1 kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 83.500 đồng 1 ký cho đến 85.500 đồng 1 kg. Với mức giá này, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hồ tiêu cao nhất trên cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay từ 82.500 đồng 1 ký cho đến 84.500 đồng 1 kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ mức giá thấp nhất của cả nước hiện nay là 80.000 đồng 1 ký cho đến 82.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Hiện nay, hạt tiêu đen là một mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và làm đẹp, được chế biến thành gia vị và chiết xuất thành tinh dầu. Ngoài ra, hạt tiêu đen còn được sử dụng trong lĩnh vực y học do chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp chữa đau dây thần kinh, nhiễm trùng dạ dày, viêm phế quản và bệnh bạch biến. Giá tiêu sau khi chạm mốc 90.000 đồng 1 kg, thị trường hồ tiêu trong nước chứng kiến các đại lý đẩy mạnh bán tháo hàng hóa để thu lời. Đà suy giảm của giá tiêu còn được lý giải bởi nguyên nhân nền kinh tế lớn nhất châu Á cũng là thị trường quan trọng của hồ tiêu Việt Nam đang giảm tốc vì COVID-19.
Dựa trên giá một số mặt hàng trọng yếu và giá giao dịch tàu biển suy sụp cho thấy, đà tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc đang chậm lại. Do đó, sức mua cuối năm của thị trường này sẽ không mạnh như mọi năm. Ghi nhận thực tế, hiện lượng hàng mà thương lái Trung Quốc mua mới chỉ bằng 3/4 so với mọi năm. Do đó, nếu thương lái Trung Quốc hạn chế sang mua để chuẩn bị cho dịp lễ Tết, giá tiêu sẽ vẫn tăng nhưng không quá mạnh, tối đa 100.000 đồng 1 kg. Ngược lại, nếu Trung Quốc tăng cường đơn hàng, giá tiêu thậm chí vượt mốc quan trọng 100.000 đồng 1 kg. Do đó, sự suy giảm từ thị trường Trung Quốc thời gian qua cũng là một phần nguyên nhân khiến giới đầu cơ muốn chốt lời nhanh ngay khi chạm mốc 90.000 đồng 1 kg. Theo các cơ quan quản lý và chuyên gia đều nhận định, giá hạt tiêu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm. Đối với đại lý và giới đầu cơ thì đây là thời điểm chốt lời. Còn với người dân là tâm lý chờ đợi giá cao để bán, nhằm trang trải công nợ và tiền phân bón. Theo ghi nhận, giá hồ tiêu trong nước tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2018, nhưng do thiếu nguồn cung, nhiều người trồng tiêu không mấy tin tưởng vào hạt tiêu đen, thậm chí giảm diện tích trồng để bớt phụ thuộc vào thị trường biến động. Việc giá hồ tiêu xuống thấp trong những năm trước khiến người trồng tiêu tại Việt Nam cũng như một số nước sản xuất khác dừng mở rộng diện tích, giảm chăm sóc cây tiêu, một số phá bỏ tiêu để trồng loại cây khác cho giá trị kinh tế cao hơn. Theo khảo sát thực tế, nhiều nông dân không bán được với giá cao như vậy vì tiêu của vụ trước đã bán gần hết. Nông dân trồng tiêu sẽ sớm thu hoạch vụ tiếp theo, nhưng sản lượng vẫn thấp do hầu hết tiêu vẫn còn xanh và việc thu hoạch chậm do thiếu nhân lực lao động. Do tình hình sản xuất hạt tiêu của Việt Nam được coi là một trong những nguyên nhân chính khiến giá tăng mạnh trong năm nay. Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới đã cảnh báo về sản lượng hồ tiêu sụt giảm trên toàn cầu do sản lượng của Việt Nam giảm 8%. Nguồn cung tiêu hiện nay đang tiếp tục được bổ sung khi mà Việt Nam đang trong vụ thu hoạch mới. Tuy nhiên, dù giá tiêu có tăng, nhưng nhìn chung vẫn ở mức rất thấp, trong khi chi phí sản xuất có xu hướng tăng mạnh hơn. Hiện nay, dù giá hồ tiêu có tăng, nhưng nếu tính giá phân bón và nhân công lao động thì lại tăng nhiều hơn, do đó, người trồng tiêu cũng chẳng lời lãi bao nhiêu. Về triển vọng năm 2022, hầu hết các chuyên gia đều nhận định, đơn vị xuất khẩu và người trồng hồ tiêu đều có chung một kỳ vọng là giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng. Do cung và cầu hồ tiêu đang dần trở về trạng thái cân bằng, thậm chí có thể thiếu hụt nếu tình hình sản xuất không thuận lợi. Tất cả mọi dự báo đều chỉ ra một chu kỳ phục hồi giá mới với nhu cầu toàn cầu cao và nguồn cung thiếu hụt, nhưng vẫn là rủi ro lớn với người trồng tiêu. Trong nhiệm kỳ 7, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ đẩy mạnh hoạt động thông tin, nghiên cứu thị trường thị hiếu để đưa ra thông tin tốt, giúp nông dân có định hướng đúng trong phát triển sản xuất hồ tiêu. Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu có được chiến lược sản xuất kinh doanh hiệu quả, giúp gia tăng giá trị, giảm thiểu rủi ro cho ngành công nghiệp hồ tiêu Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương để kịp thời xử lý những vấn đề từ sản xuất tới thương mại, xuất khẩu của ngành hồ tiêu Việt Nam trong phạm vi trong và ngoài nước. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong IPC mà Việt Nam là thành viên, là nước sản xuất và xuất khẩu lớn nhất, tạo sự liên kết đồng thuận để có thể phối hợp quản lý và điều tiết được nguồn cung toàn cầu. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thúc đẩy thương mại, thúc đẩy xuất khẩu, xúc tiến thương mại và thúc đẩy thị trường tiêu thụ hồ tiêu nội địa. Rick Hughes xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!